Nam Anh xin kính chào quý vị. Hôm nay là ngày thứ hai 10 tháng 7 năm 2017. Đến với chương trình bản tin Hoa Thịnh Đốn hôm nay gồm có phần 1 là tin quan trọng trong ngày. Trong phần 2, Nam Anh kính mời quý vị theo dõi phóng sự sinh hoạt cộng đồng, ghé thăm vườn trái cây của người Việt tại Florida. Để mở đầu chương trình, Nam Anh xin kính mời quý vị theo dõi tin quan trọng trong ngày. Công an Việt Nam bắt giữ blogger 23 tuổi vì bị cáo buộc tội tuyên truyền chống chính phủ. Trong một diễn biến nữa cho thấy về hệ quả của những người sử dụng phương tiện truyền thông xã hội để đấu tranh cho dân chủ tại Việt Nam vừa bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bắt. Mẹ của ông Phúc cho hãng thông tấn Reuters biết, ông Trần Hoàng Phúc, 23 tuổi, đã bị Công an Việt Nam bắt giữ trong tuần này vì tuyên truyền các video tuyên truyền chống lại chính phủ. Blogger đã bị giam giữ mà không có lệnh bắt giữ và bị giam giữ 4 ngày trước khi chính phủ chính thức công bố việc bắt giữ ông và ông Phúc có thể phải chịu án phạt tối đa 20 năm nếu bị kết án. Ông Phúc là nạn nhân mới nhất bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam thẳng tay đàn áp sau một thời gian tương đối đã không xảy ra những vụ bắt bớ, những nhà đấu tranh, nhưng vẫn cấm không cho tự do phát biểu và bày tỏ lập trường chính kiến. Hãng thông tấn Reuters cũng nhắc lại, Trường hợp của một blogger khác vừa bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tuyên án 10 năm tù vì đã lên tiếng chống lại nhà nước Cộng sản, đó là blogger mẹ nấm, tên thật là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Trong bản phúc trình tháng 6 của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch, họ đã cáo buộc nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam về một hình thức tấn công và đánh đập giả mang để chống lại các nhà vận động nhân quyền trên cả nước. Những người viết blogger mà công an chưa chính thức bắt giữ như trường hợp ông Phúc thường thấy mình bị hành hung bởi những người công an, những người đôi khi sử dụng gạch và thanh sắt trong các cuộc tấn công này. Công an của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam thường bất chấp và tỏ ra ít quan tâm đến việc theo dõi các báo cáo về các cuộc tấn công như vậy của Human Rights Watch. Ông Phúc, một người ở Sài Gòn, bị bắt và giam giữ dự, dưới cái gọi là Điều 88 của luật hình sự của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam Điều luật này cho phép nhà nước Cộng sản Việt Nam kiểm soát tất cả những người có hành vi phân phát, truyền đơn, tuyên truyền chống nhà nước. Đài phát thanh Á Châu Tự Do lưu ý rằng blogger trẻ tuổi này được coi như một hoạt động đắc lực, được mời tham gia vào một chương trình lãnh đạo do chính phủ Hoa Kỳ tài trợ. Ông còn được mời đến gặp cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama khi Obama đến thăm Việt Nam, nhưng Công an đã ngăn cản ông tham dự cuộc họp cựu tù nhân chính trị lê thăng long mô tả ông phúc là một người trẻ tuổi thật sự yêu nước và luôn tuân thủ pháp luật chỉ một vài tuần trước các phương tiện truyền thông ấn độ loan tin rằng ông phúc và một nhà hoạt động khác đã bị bắt cóc bởi một nhóm những tên công an trá hình đeo mặt nạ trong khi ông đang chờ xe bus những tên công an trá hình này đã đánh đập ông phúc một cách dã man về blogger đã bị tuyên án tù 10 năm về tội tuyên truyền hồi tuần trước. Nguyễn Ngọc Như Quỳnh còn được gọi là mẹ nấm đã bị kết tội hình sự vì kêu gọi nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam phải chịu trách nhiệm cho vụ thảm họa môi trường do tập đoàn luyện thép Formosa ở Hà tĩnh gây ra, đã giết chết khoảng 70 tấn cá dọc theo bốn bờ biển ở miền Trung Việt Nam hồi tháng 4 năm ngoái. Bà cũng phê bình về sự xâm lăng của Trung Cộng ở Biển Đông và sự ương hèn sẵn sàng thỏa hiệp của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam để cho quan thầy trung cộng lấn chiếm. Ngoài ra, blogger mẹ nắm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cũng là người lên tiếng cho những cái chết oan uổng của những nhà tranh đấu bị công an giết hại ngay trong lúc họ bị giam giữ tại đồn công an. Tổng thống Trump vẫn duy trì thái độ khóa đoán cho các đồng minh của Mỹ. Theo phân tích của hãng thông tấn AP, chuyến công du nước ngoài thứ hai kể từ khi nhậm chức ông Trump đã hạn chế những hành động khiến lãnh đạo châu Âu chỉ trích, những lời phê đoán công khai, các đồng minh đã ít đi, không còn cảnh chen lấn dành chỗ chụp hình như lần đầu. Thế nhưng, ngày 8 tháng 7 khi ông rời châu Âu, hình ảnh ông vẫn y hệt như cũ, một nhân tố khó đoán, một người xa lạ với những đồng minh lâu năm của Washington. Đối với những người ủng hộ tổng thống, vị thế của ông Trump nằm ở việc làm tròn những lời hứa tranh cử giảm bớt cam kết trong chính sách đối ngoại của mỹ đặt dấu hỏi với những cam kết toàn cầu bấy giờ nay của washington kể cả những đồng minh thân thiết nhất của mỹ nhưng với những người phản đối thì ông trump đang tiếp tục những thông điệp mập mờ một cách đáng ngại với thế giới laura rosenberger cựu cố vấn chính sách đối ngoại của bà hillary clinton đồng thời là chuyên viên cao cấp của Quỹ Marshall của Đức nói, các đối tác và đồng minh của chúng ta đang tìm kiếm thông điệp và mục đích trong các phát biểu lời Tổng thống Trump. Thông điệp của ông Trump đối với Nga đang là khó hiểu nhất, bất chấp nỗ lực của các cố vấn cấp cao nhằm làm rõ quan điểm của Tổng thống đối với nghi án Nga can thiệp vào bầu cử Hoa Kỳ vừa qua. Theo một viên chức tòa bạch ốc cho biết, trong cuộc họp riêng với Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 vào hôm thứ Sáu 7 tháng 7 vừa qua. Ông Trump đã nhiều lần chất vấn về việc Nga can thiệp bầu cử, nhưng Tổng thống Mỹ lại từ chối bình luận công khai về vấn đề này. Nhưng một viên chức cao cấp khác của Tòa Bạch Ốc lại ngay lập tức phủ nhận tin này. Còn ông Trump thì không xác nhận gì mà chỉ tweet là Putin đã nghe ý kiến của tôi trên Twitter vào hôm Chí nhật ngày 9 tháng 7. Hơn nữa là sau cuộc gặp Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Tổng thống Putin đều nói là Tổng thống Mỹ đã chấp nhận câu trả lời rằng Nga không can thiệp cuộc bầu cử năm 2016. Quan điểm của ông Trump với Putin khiến cho các đồng minh của Mỹ vừa bực bội vừa lo lắng, đặc biệt trong bối cảnh Washington đang điều tra về mối liên hệ giữa chiến dịch tranh cử của Trump và Nga hồi năm ngoái nhưng vấn đề đang ngày càng lớn là sự chia rẽ về vấn đề khí hậu hiển hiện rõ ràng tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Hamburg, Đức. Mỹ là quốc gia thành viên duy nhất không ký vào tuyên bố tái khẳng định sự ủng hộ của nhóm G20 đối với những nỗ lực quốc tế đấu tranh chống lại sự hâm nóng toàn cầu. Tuyên bố ngoại hiệp định Paris về biến đổi khí hậu mà ông Trump rút khỏi tháng trước là một thỏa thuận toàn cầu không thể đảo ngược thủ tướng đức angela merkel nói việc ông trump từ chối ký tuyên bố là điều đáng tiếc tổng thống pháp emmanuel macron nhận định có những khác biệt lớn ngày càng gia tăng giữa các cường quốc các chế độ độc tài đang nổi lên và thậm chí trong lòng thế giới phương tây đang xuất hiện sự chia rẽ bất ổn sâu sắc những điều chỉ vài năm trước không hề tồn tại tổng thống trump và những người ủng hộ ông thì dường như thỏa mãn với sự khó đoán này của Tổng thống Mỹ, Neil Gardiner, chuyên gia phân tích chính sách đối ngoại cho tổ chức bảo thủ Heritage Foundation, khen ngợi ông Trump, người thẳng thắn và độc đáo nhất trong số các Tổng thống Mỹ thời hiện đại. Ngay cả trong bài phát biểu đanh thép nhận định thế giới bằng ngôn từ rõ ràng, dứt khoát ở Warsaw, Ba Lan, ông Trump vẫn đưa ra thông điệp mập mờ về Nga, Tổng thống Mỹ thừa nhận Nga can thiệp cuộc bầu cử 2016, nhưng lại lập đi lập lại rằng các quốc gia khác có thể cũng làm điều tương tự. Từng được xem là chỗ dựa vững chắc, giờ đây Mỹ dưới sự dẫn dắt của Tổng thống Donald Trump lại bị coi là mối đe dọa đối với sự thống nhất và an ninh của châu Âu. Đi ngược lại với các nguyên tắc thỏa thuận mà Mỹ đã từng cam kết hay theo đuổi, ông Trump công khai ủng hộ Brexit chống lại chính sách của EU đối với người Hồi giáo nhập cư và người tị nạn, đe dọa không thực hiện cam kết bảo đảm an ninh cho các thành viên NATO. Quan điểm trên của chính quyền Mỹ đã tạo nên những khác biệt và bất đồng tại thượng đỉnh G20 lần này. Lần đầu tiên tham dự hội nghị quan trọng của nhóm các nền kinh tế G20, Tổng thống Trump được báo chí mô tả với cụm từ bị cô lập. Trong hai vấn đề chính và đáng quan tâm nhất của hội nghị là biến đổi khí hậu và tự do thương mại. Mỹ đều có quan điểm đi ngược với số đông. Kể từ hội nghị thượng đỉnh đầu tiên của G20 tháng 11 năm 2008 mà Mỹ làm chủ nhà, nước Mỹ luôn giữ vai trò chủ chốt trong nhóm đặc biệt đối với các vấn đề kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, các nhà quan sát đang đặt câu hỏi G20 năm nay liệu có thể coi là đánh dấu thời điểm thoát trào chính thức của Mỹ khỏi vị thế quốc gia quyền lực nhất thế giới.